cho các bạn khi có một người khách đưa tới cho các bạn là một cái lưỡi tông đơ mà các thợ khác xỉa quá nhọn, thì các bạn có thể để trực tiếp cái đỉnh lưỡi vuông góc trên mặt mâm, rồi các bạn chỉ cần nghiêng qua nghiêng lại một cái thôi. Đó, nghiêng qua nghiêng lại là nó đã bo tròn rồi, các bạn thấy không ạ? Rồi sau đó thì các bạn đánh bóng lại, đánh bóng sơ lại, đánh bóng bằng bùn nhùi, ok ha các bạn ha.